Và thật sự chào mừng các bạn đã quay lại clip của Ba In Glory Việt Nam. Và tôi là Cú Minh Nguyễn. Thì ngày hôm nay thì tôi sẽ làm một clip về tiêu điểm tướng Glide. Thì về Glide thì có rất là nhiều điều để nói. Glide là một con kiểu như là một con nghệ sĩ vậy đó. Vâng, thì nó có thể quẩy điên đảo thế giới ảo, đá bay về các kiểu con đà điểu. Và vâng, thì ngày hôm nay đội hình chúng tôi gồm có Julie, Glide và DF. Để tự dân là lòng chim đen, lòng đen thui, vâng, quá tuyệt vời. Thì đồ bản gồm có vóc, mèo, và Azerido, Azerdan. Vâng, thì có khá là nhiều điều để nói về những biểu tướng Glide này. Glide thì nó, chỉ có là, nếu bạn là, tùy một cách bạn lên đồ, thì bạn lên đồ Glide như thế nào? Bạn lên đồ Glide mắt cao để cầu cưa một cái stack hoặc là ở vai mà đụng đổ nhau to tại đây thôi. Bạn bắt đầu tự động lao vào đá các kiểu đá Aradan vậy, bạn quá tuyệt vời. Bạn cứ mèo cũng mèo đặt chút mèo đặt mèo thì là bắt anh lao xuống bạn. Bạn bình đang yếu rồi, bạn quá tuyệt vời. Trời nó đẹp, chẳng lẽ mày thua nó sao? Trời nó biết em sẽ cứu em, anh sẽ cứu em. Hay quá, đẹp quá, tuyệt vời. Vâng, hiện tại là binh của tôi đang khá là yếu và tôi đang chơi chiến thuật và vừa sạc vừa chơi, còn máy cầm khá là nóng. Thì nó là những cái trận đấu hôm nay, dạo này thì tôi cũng ít làm clip và do tôi quá bận, cũng có các anh em mà 1000 lời nhắn gửi cho tôi, kia tôi làm video đi, và làm video để xem cộng đồng YouTube làm sao tiếng Việt như thế nào. Vâng, thì hôm nay ngày hôm nay thì tôi sẽ nói về biểu tướng Glide và đụng độ nhau to rồi đang đặt nó hay quá. Thì bạn cầm sự Glide thì bạn không biết là bạn phải bay về bạn đá như thế nào. Bạn đá về cái đồng lũ ăn thì bạn đánh con khác. Rồi nha. Rồi. Rồi nha, mày chạy ra. Mày bỏ bắp, bỏ bắp. Mày bỏ bắp. Mày đùa tao à. Thì mình thường lên Glide theo kiểu là ở sân kia 5 chỗ thôi. Thì lên theo kiểu là vừa đam vừa giáp, không có lên full đam không full gì cả. Có sức chống chịu để đánh tụi nó. Và khi bạn lên full đam thì bạn đánh mạnh thiệt đó. Nếu một mèo cho bốc hơi 30 giây nguy hiểm DF ơi, làm chim đen ơi. Vâng, và hình như là Julie relax rồi. Quá tuyệt vời. Đánh chung với những thanh niên lá thì chúng ta phải nên đánh. Vâng, cứ. Quá tuyệt vời. Không kịp. Mệt mấy. Thank you.
Quá tuyệt vời, được các bạn thứ 4 rồi. Thì con Gray này thì mới phải tận dụng được cái skill 1 của nó. Thì mình sẽ phân tích nó rõ ra cái được cái skill 1. Skill 1 của nó thì nó có thể bay qua được một số bức tường. Thì nó có hai lần dùng chiêu thức, và chiêu thức đầu tiên nó sẽ lộn tới một khoảng cách nhất định. Cái chiêu thức thứ hai là nó sẽ đá về, nó sẽ đá đi đâu đó và sẽ làm chón mà cái địch sẽ bay đi và dần được băng đi xa. Thì bạn phải tận dụng cái chiêu đó. Một là bạn suy nghĩ là bạn đá về đâu, đá về phe địch hay là đá về đá cho nó dăng đi để phe mình có thời gian hấp diêm với con khác, hay là đá support bay đi để quấn hai thằng yếu máu kia. Như đây là mình sẽ dùng si một đi chạy về nhà đó, thì bạn nên tính toán hay là dùng những cái chiêu skill một sao cho hợp lý. Chứ bạn đừng có dùng skill 1 để đá alpha bay về team mình nha. Team mình coi như alpha bay dùng chiêu cuối, mà đừng có đá nó về là mệt đó. Mà đừng có đi đá phi nha, quá buồn, đừng đá phi lại mới thắng. Và bot đang bị quản ở đây, đang đang lao lên đá một cái mà. Bạn hiện tại là mình đang yếu khá là nhiều. Mà chúng tôi đang bị hấp diêm tại chỗ thôi đây. Và có vẻ như là sát thương của cái mèo không làm được tôi. Không làm được gì. Và đá gì lại và sẽ có mình mấy đứa. Đây là chúng tôi đang có màn ăn mỡ vàng ở đây. Ăn giúp mai tôi cho là phải sang sẻ các thương gấp và nguy hiểm. Vâng, thì gần đây thì nói chung là vị tướng này cũng ra là khá là lâu rồi, cũng có lẽ là những người thanh niên biết về gần đây. Và đây là một con bí tướng mà mình cũng thường dắt vào đưa rank kha. Thì lại là ở Việt Nam mình có một người đánh rất là hay, là Darius, một anh được biệt danh là Vermamus. Vâng, thì hãy nên học tập những cái đó. Mà bây giờ tôi thấy hay thật nha, tôi thấy là những thanh niên mà đánh hai rồi như Mama Mia, đồ Darius, Kalua chả hiểu sao mở lớp dạy thu tiền các anh em thua. Thà là mở lớp giao lưu anh em lẫn các kiểu rồi chơi cũng được, dạy ăn tiền. Đúng, cuộc đời này không có tiền không làm gì được á. Vâng, thì tôi xin hứa rằng mặc dù tôi bánh không hay, nhưng tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của tôi. Và mình nhớ là hãy like và subscribe kênh YouTube của Vlog Glory Việt Nam và bình luận sự chuyển của các bạn về những video này. Và các bạn muốn tôi làm về video những video về tiêu điểm tiếng gì, hãy comment ở phía bên dưới. Hãy comment và comment và thật nhiệt tình. Và nhớ là hãy share video. Vâng, thì tôi đang có những màn rình mò bóc ở đây, thì có lẽ như là bóc đang đứng khá cao. Tôi ước gì là bóc đang đứng sai vị trí một cái là tôi sẽ đá bằng về dinh bằng quá tuyệt vời. Bóc ơi là bóc ơi. Vâng, thì gặp đụng độ ba thanh niên ở đây. Vâng, tôi đang bay về. Vâng quá hay. Chạy thôi, chạy cứu tôi, cứu tôi. Quá tuyệt vời. Quá hay, quá nhỏ cái thanh niên. Tao đi mắc zin nó nên mua đèn. Các bạn nên đừng có thì tôi có cái skill 1. Tôi chạy xong tôi bay về thì team đánh là tôi mới đánh, chứ cái đó mà team không đánh là tôi về thành công rồi. Con mèo hãy đợi đấy, mày đã bị
mà vợ một mình đánh tay của mẫu vợ rồi. Vọt vọt thì cái những cái vấn đề về con Glide này thì, là anh em nãy giờ nó cũng nhiều rồi, thì mình hay chơi Glide theo cái kiểu là vừa lên giáp vừa lên đam, mình không lên đam luôn một lượt thì bạn có thể bắt hơi là phải nhanh chóng để cùng bác. Chủ yếu là lai là những cái màn đã về những cái màn gì đó mà có thể là đọc đẩy trụ nào, có đẩy trụ nào các anh em. Xong rồi, dài lên quá tuyệt vời. Các bạn bạn tôi hết á, tôi chết luôn rồi bạn. Đang tìm bạn khá là nhiều giáp thì mình sẽ lên theo, mình sẽ lên một cái từ giáp. Cái vị giác là hẹn cái vòng kiến cô quá tuyệt vời. Giang ăn quên mai thì theo các bạn thấy thì cái phiên bản tiếng Việt này các bạn thấy nó như thế nào nè. Mình thấy thì nó cũng đẹp đó, nhưng mà có cái là phong chữ của nó nhìn không được đẹp. Mình thì mình thích chơi bên tiếng Hàn hơn. Bên tiếng Hàn nó có nhiều cái lồng tiếng nó rất là hấp dẫn. Su 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 su
Thì mình thích sẽ tiến hành và đừng đổ bóc ở đây là quá tuyệt vời rồi rồi quên bật plug rồi, hay quá bạn, bật nó không giờ đúng giờ đúng đúng giờ đúng giờ chạy chạy quấn ra đó anh chở nào đó quay lại cách gì đâu nó không vô trời lắm. Hay quá bạn, rồi nó sẵn luôn. Vâng, có màn solo tới đâu tới đây, vâng, quá tuyệt vời. Tôi sống sót trong vòng 5 máu. Biến về thai, biến về thai. Thì những cái bình máu nhỏ thì bạn đừng có khinh thường nữa nha. Nhiều khi nó có thể cứu sống bạn đó. Vâng, tôi đang lao lên với tốc độ rất là chóng mặt. Vâng, những cái màn di chuyển, những bước đi thật là lạnh lùng.
Vâng, thì chúng tôi thay đổi hình theo bên server EU full ra. Để có bớt lấy tâm nhé. Là anh support không có thương tôi gì cho máy à, không có tích cực mua bom quá buồn. Mày mày hết mana nhập thể chứ. Ba con mèo. Xong rồi bác. Rồi chết luôn rồi. Một giờ. Đấy, thì ăn rút mai thôi và chiến thắng thôi, quá tuyệt vời. Bạn làm cực ác mộng quá tuyệt vời. Vâng, thì cuộc kích từ điểm tướng Galay là kinh ghi tầm dừng từ đây. Vâng, thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Và hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube của Galay Việt Nam. Và nhớ là share video này cho các bạn khác cùng xem nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video